Đây tôi đã sửa được những cái đuôi đèn, xóa những cái cũ đi, thay cái mới vào. Nếu nó nhỏ thì các bạn scale cho nó to lên. Thế đây nó có một cái vấn đề là những cái sợi tóc này đã gắn sẵn cái Vialize giọng mesh và cường độ để 30, như vậy nó sẽ hơi sáng. Ở đây tôi sẽ giảm tất cả những cái dây tóc này cho nó về một. Và sau này khi mà chúng ta muốn chiếu sáng từ những cái bóng đèn này thì chúng ta sẽ sử dụng cái Vialize dạng sphere bao lấy cái bóng đèn này. Còn cái sợi tóc nó chỉ để nhấn cái bóng đèn này thôi. Nếu mà nó có thể phát sáng ra thực sự thì cái bóng này cảm giác nó bị cháy ngay lập tức. Ok, ở đây tôi sẽ render. Cái khung cảnh có những cái bóng điện như thế này. Ở đây chúng ta được kết quả như này. Trông khá là ổn. Cái phần kim loại này nó thể hiện chưa được tốt. Thì như tôi nói lúc đầu, khi mà render ở vị trí xa chúng ta sẽ không cần đi sâu và làm chất liệu quá, chỉ cần màu và khối của nó là đủ rồi. Bởi vì khi chúng ta đã sử dụng texture muốn cho nó nét và được chi tiết thì chúng ta sẽ phải sử dụng những cái texture chất lượng khá là cao. Ok, ở đây tôi còn một vài ngọn đèn nữa chưa gắn vật liệu. Tôi sẽ xử lý cho xong cái phần này. Thủy tinh. Ở đây những cái sợi tóc đây đã sử dụng cái video live dạng mesh nhưng mà tắt đi, các bạn bật lên và để cường độ nó là một. Tất cả những cái ống này các bạn nên gắn cho nó chất liệu thủy tinh, à xin lỗi, inox. Thực ra thì trong thực tế thì nó là thủy tinh. Và để cẩn thận các bạn có thể kiểm tra lại những cái map thủy tinh mình mapping nó có đúng không, để cái refract cho nó về đen. Show những cái texture lên thì rõ ràng những cái texture như này nó mapping là không đúng. Nhưng tất nhiên không sao cả, bởi vì khi chúng ta sử dụng trên kênh Reflect, khi mà các bạn đã sử dụng texture dù nó mapping sai nó vẫn cho mình một số những cái hiệu ứng có thể chấp nhận được, độ mờ bề mặt. Còn nếu các bạn cẩn thận thì các bạn hoàn toàn có thể UV cho nó. Và khi UV rồi, những cái vật liệu các bạn
nhiều khả năng nó sẽ mờ hơn một chút nữa, bởi vì cái map nó dán chính xác. Khi mà nó dán không chính xác thì thành phần reflect glossiness nó sẽ trắng hơn, thì nó sẽ thể hiện độ mờ bề mặt tốt hơn. Như đây có những cái vết đen như này, nó sẽ mờ thì khá là nhiều. Và tôi nghĩ các bạn nên UVW map cho nó. Chỉ cần kích vào UVW map để dạng bốc là đủ rồi. OK, sau khi gắn vật liệu cho tất cả những cái bóng đèn này, chỉnh lại UVW map cho cái phần thủy tinh. Bây giờ tôi sẽ render lại xem cái kết quả nó như nào. Và đây là kết quả của chúng ta. Trông khá là ổn. OK, kế tiếp tôi sẽ làm vật liệu cho hai cái ván trượt này và cả cái bảng này nữa. Ở đây đối với hai cái ván lướt sóng này, tôi sẽ phải unwrap cho nó. Và các bạn chú ý khi mà chúng ta tool smooth, những cái vị trí điểm như này nó sẽ bị bóp vào trong. Bây giờ nó thành cái điểm này. Nên là đây tôi sẽ cắt đến cái khung này, rất là đơn giản. Unwrap Cantona Quick Planner, sau đó chọn cấp độ 2 Loop. Ở đây để cho dễ làm hơn, tôi sẽ cắt thêm khung này. Tương tự cắt khúc dưới. Break. Cái mặt này nó là mặt sau. OK. Và tool render. Xây cảnh ra. Đặt tên là support 1.
cái này. Đối với cái này thì nó thuần một cái gỗ như này. Thì các bạn cũng có thể cắt như vừa rồi, hoặc ở đây chúng ta có thể cắt cho nó sát cái mép này. Cắt săn mép. Break. Xây của hành ra đặt tên là support 2. Tiếp theo chúng ta sẽ mở Photoshop lên. Ở đây tôi sẽ làm theo hình mẫu này để cho các bạn tập cho mình một cái tư duy. Thì với cái mặt trước này chúng ta sẽ gắn gỗ cho nó, cả mặt sau cũng vậy. Trên bề mặt của nó có những cái chi tiết khác. Ở đây tôi có cái logo của Lambiang. Tôi sẽ lấy thêm cho nó một texture wood. Lấy cho nó một cái tông nhạt một chút như này chẳng hạn. Thực ra cái ảnh này trên cái bề mặt nó không thể hiện cái vân gỗ, nó là một cái màu sơn bệt, nên không sao. Ở đây chúng ta có thể đổi cái màu này cho nó sang cái sắc vàng đó. Ok, tôi sẽ ném cái logo này sang. Chưa sâu cho nó. Ctrl E. Xóa cái phần màu trắng đi. Chọn cái layer mask, Ctrl Y ngắn, đảo ngược cái màu. Ở giữa nó có một cái vết chỉ màu đen, các bạn có thể dùng cho nó một công cụ shape. Ok. Đổi nó sang màu đen. Cho nó to lên một chút. 3. Kéo nó xuống dưới. Ok, ở đây tôi muốn cái vết chỉ này nó không ăn lên cái chữ này của tôi. À, cái khu vực chữ này. Chọn
chọn vùng chọn, tạo layer mask. Tương tự ấn Ctrl ngắn, đứng ở layer trên cùng, Ctrl Alt Shift E. Ném xong đây. Ctrl T. Giảm opacity cho dễ quan sát. Bấm phím M, quét vùng chọn phía trên, Ctrl T kéo nó lên. Ctrl T. Ok, tôi đã có một cái map như này. Cái phần màu xanh dương này chúng ta có thể hút cái màu này. Tôi vào File, Open. Chúng ta có thể lấy cho nó một cái map đen trắng, sau đó làm như những cái cách thông thường. Ở đây các bạn có thể lấy một cái ảnh gỗ cũng được. Sau đó chúng ta sẽ chuyển sang đèn trắng. Ctrl Alt Shift E. Để cho nó đồng màu hơn, ở đây tôi sẽ Ctrl Z thêm một lớp, Ctrl Y ngắn đảo ngược màu. Ok, tạo thêm một layer mới, đổ cái màu xanh dương lên. Và tất nhiên tôi sẽ chọn cho nó chế độ hoặc chọn color. Để cho nó cái màu nó tối đi, các bạn có thể crop ở cái những cái layer phía dưới này cho nó đều màu hơn. Ở đây tôi sẽ tăng lên một chút. Ok, và để cho nó ngẫu nhiên hơn nữa, các bạn nên mở cho một cái map dirt. Tôi sẽ lấy cho nó một cái ảnh như này, kéo sang, Ctrl T, giảm bớt opacity đi. Ok, Ctrl Alt Shift E. Ném cái ảnh này sang bên này. Dưới Ctrl Alt, copy xuống dưới. Chọn ba cái layer này, ấn Ctrl E gom lại, tạo layer mask che chắn cái phần nó bị lẹm sang bên này. Ok, vậy là xong. Còn cái mặt đằng sau chúng ta không nhìn thấy, các bạn có thể làm vật liệu hoặc không làm. Tôi nghĩ là copy cái này lên sang bên này là hay hơn. Các bạn biết là màu sắc trong một khung cảnh nó ảnh hưởng lẫn nhau. Nếu chúng ta trong cái phòng nó trống trơn, nó không có gì, cảm giác nhìn cái bài rất là chán. Nhưng mà khi mà lên đồ rồi, nhìn vào phòng trông nó sẽ bắt mắt hơn nhiều. Ok, ở đây tôi đã được một cái map diffuse có cái subform mode. Subform mode về reflect thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng một cái texture dirt nếu mình không muốn đi quá sâu vào làm cái vật liệu, bởi vì nó cũng tương đối ở xa. Ở đây tôi sẽ chuyển sang cái support 2, mở cho nó một cái map gỗ, lấy cho nó một cái map nhạt màu hơn như thế này chẳng hạn. Với cái ảnh như này các bạn thấy ở đây chúng ta sẽ chế cho nó cái vệt chéo như thế này.
Tôi vào file open. Chúng ta có thể lấy cho nó một cái map đen trắng, sau đó làm như những cái cách thông thường. Ở đây các bạn có thể lấy một cái ảnh gỗ cũng được. Sau đó chúng ta sẽ chuyển sang đen trắng. Ctrl Alt Shift E để cho nó đồng màu hơn. Ở đây tôi sẽ Ctrl Z thì một lớp, Ctrl Y ngắn đảo ngược màu. Ok, tạo thêm một layer mới, đổ cái màu xanh dương lên. Và tất nhiên tôi sẽ chọn cho nó chế độ hoặc chọn color để cho nó cái màu nó tối đi. Các bạn có thể crop ở cái những cái layer phía dưới này cho nó đều màu hơn. Ở đây tôi sẽ tăng lên một chút. Ok, và để cho nó ngẫu nhiên hơn nữa, các bạn nên mở cho một cái map dirt. Tôi sẽ lấy cho nó một cái ảnh như này, kéo sang Ctrl T, giảm bớt opacity đi. Ok, Ctrl Alt Shift E. Ném cái ảnh này sang bên này. Giữ Ctrl Alt, copy xuống dưới. Chọn ba cái layer này, ấn Ctrl E gom lại. Tạo layer mask che chắn cái phần nó bị lẹm sang bên này. Ok, vậy là xong. Có cái mặt đằng sau chúng ta không nhìn thấy, các bạn có thể làm vật liệu hoặc không làm. Tôi nghĩ là copy cái này lên sang bên này là hay hơn. Các bạn biết là màu sắc trong một khung cảnh nó ảnh hưởng lẫn nhau. Nếu chúng ta trong cái phòng nó trống trơn, nó không có gì, cảm giác nhìn cái bài rất là chán. Nhưng mà khi mà lên đồ rồi, nhìn vào phòng, trông nó sẽ bắt mắt hơn nhiều. Ok, ở đây tôi đã được một cái map diffuse có cái Seaborn mode. Seaborn mode Very Flex thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng một cái texture dirt nếu mình không muốn đi quá sâu và làm cái vật liệu, bởi vì nó cũng tương đối ở xa. Ở đây tôi sẽ chuyển sang cái support 2, mở cho nó một cái map gỗ, lấy cho nó một cái map nhạt màu hơn như thế này chẳng hạn. Với cái ảnh như này các bạn thấy ở đây chúng ta sẽ chế cho nó cái vệt chéo như thế này. Trước tiên ở đây tôi sẽ kiểm tra những cái mặt nó nằm ở vị trí như thế nào. Ok, vậy là đúng chiều rồi. Lát nữa chúng ta sẽ chế cho nó cái chi tiết chạy chéo góc này. Ở đây tôi sẽ đánh cho nó cái chữ. Tôi sẽ gõ cho nó một cái đoạn văn. Khi sự dối trá được lặp lại đủ nhiều, nó sẽ thành sự
thuật. Việt Hòa chỗ này. Ở đây tôi sẽ làm cho cái chữ này nó cong theo cái bảng này. Ấn Ctrl T, sau đó kích vào cái biểu tượng này. Chúng ta sẽ chọn cho nó chế độ Arc. Như này đang hơi cong. Bend uốn cong nó khoảng 10 20. Ok. Hơi nhiều rồi. 10. Kế tiếp các bạn có thể vào Google search cái từ camel. Ở đây tôi sẽ lấy cho nó con lạc đà như thế này. Lưu ảnh ra. Ok, ở đây tôi sẽ ném cái ảnh này sang Support 2. Ctrl T, xoay nó một chút. Ok, ở đây tôi sẽ chọn layer phía trên và layer phía dưới, ấn Ctrl E. Sau đó chúng ta sẽ chuyển nó sang đen trắng. Chia sâu luôn cũng được. Ok, lại gom hai layer này lại. Kế tiếp chúng ta sẽ đổ nó màu đen. Giữ Ctrl kích vào cái layer phía trên, đổ cho nó màu đen. Tất nhiên tôi sẽ phải ném cho nó cái map gỗ này vào. Ctrl T. Ở đây cái ảnh của chúng ta toàn bộ cái bề mặt của nó cùng một loại gỗ, nên đây chúng ta có thể Ctrl T cái map này cho nó lớn. Kéo cái layer này xuống dưới. Ok, ở đây tôi sẽ xây cái ảnh ra. Đặt tên là Diffuse Support 2. Ok, rất đơn giản, chúng ta sẽ vào để gắn vật liệu cho nó. Reset. Đặt tên là Support 1. Show lên. À, hiện tại cái map này của tôi nó đang có chút vấn đề, nó đang bị ngược. Tôi sẽ phải xử lý nó lại một chút. Tôi sẽ kiểm tra lại những cái mặt này. Bên phải. À, các bạn có thể thấy tuy rằng là đúng cái mặt trước, nhưng cái bên phải tôi nó thành bên trái của cái ván trượt này. Nên đây tôi sẽ phải lật lại cái map diffuse này. Ctrl T cho phải, flip horizontal.
Ok, tôi sẽ xây lại cái ảnh diffuse này. Những cái lỗi như này chắc chắn sẽ xảy ra trong quá trình mà các bạn làm việc với 3D Smart. Ok, bây giờ các bạn đã thấy nó mapping chính xác. Đặt tên Surf Bot 2. Ồ, cái này lại bị ngược tiếp. Tôi sẽ phải đưa cái này sang bên trái này. Ctrl T, flip. Ok, tôi sẽ kéo cái này sang bên này. Thì khi mà chúng ta lật cái chữ này sang bên này, khi mà mapping lên trên cái ván lướt sóng ấy, nó sẽ lật theo hướng ngược lại, và cái chữ nhìn tưởng chừng như ngược thì nó lại mapping đúng, giống như các bạn xoay gương. Ok, vậy là xong. Buổi sau chúng ta sẽ tiếp tục hoàn thiện cái phong này.